cá này, cá cá chiên. Con cá của tao ai cho mày ăn? Mày bỏ xuống cho. Tao quýnh mày. Mày hả? Mày đi ra khỏi đường người ta luôn đi. Không ăn cơm luôn. Đi đi. Ba, mày giục nó đi, con cho ba 100 ngàn nè. 100 ngàn mà lớn lắm. Cút. Ủa ba cho nó ăn sao ba không cho con ăn? Thằng mày mặt như con heo ăn ăn. Cho nó ăn. Lát nữa ba mày đi ha. Tao quýnh rồi mày chết à. Nó mà về có mệnh hệ nào tao đập mày luôn á. Coi chị đi chơi con mèo nè. Trời ơi. Mày chơi gì vừa? Tự nhiên không lao đi, bắt không lao. Vậy đi đi đâu nhà? Đi lẹ lên mệt quá đi. Đi lau xe đi, đi mạnh. Lên 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 lên. Mày giống không? Sao ngã cát sao vậy? Làm chết đây, cháy cái bụi này. Thế, có mày vừa. Ba, anh hai đang ăn cơm trước kìa. Lên má cho khỏi ăn luôn mà. Ok. Xuống anh. Xuống đi. Xuống. Bé ăn cơm anh. Bé nào? Bé này nè. Đi xuống. Cái gì vậy? Đi xuống. Bước ra. Chỗ. Ghế bên kia kẹo qua đi ngồi đi. Không. Đi đi đi. Ăn cơm nha. Đây, có thịt có cá nè. Má tao bỏ nhà tao đi thiệt luôn á. Mâm 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 ngon quá. Đây nè, cho làm chỗ nè, chứ tôi làm nhà. Làm ghế ngồi nằm đi. Nghe không? Rồi nằm đó đi. Không có xuống nha, nằm đó nha. Không làm nhà. Xuống mày. Xuống nha. Xuống. Nhanh lên. Mày đi ra đường á. Chứ không phải nó xuống đâu. Đi đi, đi ra đường đi. Tao đang ngủ.